Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có chiếc Merida nhỏ nhỏ xinh xinh, dễ thương lắm. Chiều cao phù hợp từ 1m40 đến 1m55cm là sử dụng vừa chiếc này ạ. Xe hàng lướt nhưng mà còn như mới luôn, đẹp lắm. Được bộ chuyển động tốt quá, sram mưa ạ. Dây đi âm khung sườn luôn. Chiếc Merida này đời 2019 ạ, size 39. Tay lắc SRAM mưa là ok quá. Xe còn đẹp như mới luôn ạ. Miếng nhựa bọc tay lắc còn mới tinh ạ. Ghi đông phô tăng, dây quấn và tay lắc bên này đều còn rất là mới luôn. Khung nhôm, càng nhôm, loại nhôm này, loại nhôm tốt, rất là nhẹ ạ. Yên xe cũng còn mấy tôn luôn. Màu sắc nước sơn nguyên bản, còn mới tinh ạ. Niền sử dụng lớp 26x1.5 ạ. Loại bánh to này mình chạy là rất là an tâm. Không phải sợ bị trượt té. Niền và lớp còn rất mới à. Dư lượng khung sườn còn mới lắm. Không có vấn đề rạn nứt hay chảy xước gì. Do dĩa FSA, một dĩa ạ. Được cụ đề SRAM mưa luôn, vậy là tốt quá. Clip còn mới tinh à, đẹp lắm. Niền trước, niền sau, lớp đều còn rất mới ạ. Để em quay thử cho quý cô chú anh chị xem. Trớn của niền nó nhiều dữ lắm luôn. Xin phép tắt tiếp vì tiệm mở nhạc lớn quá. Em chỉ quay nhẹ mấy tua thôi mà trớn của niền nó kinh khủng luôn. Nó nhiều dữ lắm. Chiếc này em thấy chạy ngon. Trấn của niền vẫn còn quay nhanh quá. Nếu mà giờ không bóp thắng lại là trấn của niền quay vẫn còn lâu. Dạ, em đổi chiều quay sang bên tay trái của khung sườn ạ. Phanh đĩa còn mới tinh à, đẹp lắm. Khung càng trước và khung xe không có vấn đề gì hết, còn đẹp như xe mới luôn. Dây đi âm khung sườn ạ. Chiếc này sản xuất ở Taiwan ạ. Ngay chỗ này có vết chày nhẹ ạ. Và ngay chỗ này. Niền sử dụng lớp 26 x 1.5 mà.
Dạ, chiếc này em xin phép báo giá nhận ship về đến Việt Nam của mình, giá là 19 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.